Thưa quý vị, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có văn bản đề nghị các địa phương thanh tra kiểm tra, giám sát mã số dụng trồng, mã số cơ sở đóng gói sầu riêng nhằm đảm bảo tuân thủ các yêu cầu của Nghị định thư về xuất khẩu sầu riêng. Sau khi có 187 dùng trồng và cơ sở đóng gói sầu riêng bị cảnh báo vi phạm Nghị định thư này. Cả nước hiện có 708 mã số dùng trồng dưới trên 26.000 hecta và 168 mã số cơ sở đóng gói. Tuy nhiên, tỷ lệ mã số dùng trồng được giám sát chỉ đạt 52%, tỷ lệ mã số cơ sở đóng gói được giám sát chỉ đạt 47,6%. Các tỉnh có tỷ lệ giám sát mã số dùng trồng thấp như Đắk Nông, Bình Phước, Vĩnh Long, Bình Thuận, Hậu Giang, Tiền Giang và Đồng Tháp. Còn các tỉnh có tỷ lệ giám sát mã số cơ sở đóng gói thấp như Long An, Đồng Nai. Theo chỉ đạo mới nhất của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, các địa phương cần tăng cường kiểm tra giám sát để để phát hiện các trường hợp vi phạm, thực hiện nghiêm việc tạm dừng hoặc thu hồi mã số dùng trồng, cơ sở đóng gói sầu riêng vi phạm.